lớn qua mặt phẳng là cái gì? Thì bạn ghi này lý thuyết như sau. Rồi, thì các bạn nhìn nhá. Giao tuyến này. Định nghĩa rất đơn giản, la đứng thẳng. Chung là đường thẳng đi qua các điểm chung. Của hai mặt phẳng. Đấy, rất đơn giản, gạch chân ở cái chữ điểm chung này. Định nghĩa là như vậy. Khi mà hai mặt phẳng cắt nhau thì nó sẽ có các điểm chung khác nhau. Và tập hợp tất cả những điểm chung đấy chúng ta nối vào, chúng ta sẽ có một cái đường thẳng. Và đường thẳng này chúng ta gọi là giao gì? Giao tuyến. Giao đây là chung, còn tuyến đây là tuyến đường ấy. Các bạn hiểu tuyến là trong từ tuyến đường. Giao tuyến nghĩa là cái đường mà tập hợp các điểm chung. Thế bây giờ để các bạn hiểu rõ hơn thì các bạn nhìn lên cho thầy với cái ví dụ rất trực quan như sau này. Thầy mượn quyển vở của bạn Dương. Làm sao vừa em rất là đẹp, thầy sẽ mượn em làm ví dụ. Các bạn tưởng tượng như này nhá. Đây là một mặt phẳng thẳng đứng đúng không? Đây là một mặt phẳng làm gì? Làm ngang. Đây là một này, một mặt phẳng, đây là một mặt phẳng nhá. Thế rõ ràng nó cắt nhau đúng không? Rõ ràng này nó hai mặt phẳng nó dính với nhau tạo thành một cái quyển vở đúng không ạ? Thì các bạn nhìn ngay này. Khi mà hai mặt phẳng cắt nhau ấy thì chúng ta sẽ có một cái giao tuyến. Đây. Có nhìn thấy cái đường này không ạ? Trong vở các bạn có nhìn thấy cái đường này không? Thế xoay mặt phẳng nó như thế nào chứ nữa, như cứ cắt nhau luôn có một cái giao tuyến này như này không ạ? Thì cái đường này là tập hợp tất cả những điểm gì? Điểm chung. Những cái điểm nằm trên cái đường thẳng này này thì nó luôn thuộc hai mặt gì? Hai mặt phẳng. Cả lớp hiểu không ạ? Đấy, đấy là cái dễ nhất là các bạn nhìn thấy trong thực tế. Thế mà thực tế là như này. Nhìn lên hình nhá, nhìn lên hình này. Đây. Đây giả sử hai mặt phẳng nhau thì các bạn nhìn này. Đường thẳng xác định bằng mấy điểm? Hai điểm đúng không? Vậy thì cái phương pháp tổng quát để chúng ta làm cái bài này ấy, đó là chúng ta tìm như thầy hai cái điểm chung của hai mặt phẳng. Ok không ạ? Sau đấy chúng ta nối gì? Nối vào. Thì chúng ta sẽ xác định được giao gì? Giao tuyến. Ở lớp hiểu ý thế đó không ạ? Đường thẳng này là tập hợp những điểm chung. Và muốn xác định đường thẳng thì cần mấy điểm? Hai điểm. Vậy để giải quyết bài toán tìm giao tuyến ra mặt phẳng, chúng ta chỉ cần xác định mấy điểm chung đây? Hai điểm chung. Đấy, thế thì bám vào lý thuyết các bạn nhìn thấy phương pháp. Phương pháp tổng quát nhá. Phương pháp tìm giao tuyến. Bước 1 là xác định một điểm chung của hai mặt phẳng đấy. Nhưng mà thường cái điểm chung này điểm dễ. Dễ ở đây là gì ạ? Nghĩa là đề bài người ta sẽ cho gì? Cho trước các em. Hoặc là người ta không cho, nhưng mà các bạn từ cái dữ kiện đề bài, ok không ạ? Các bạn sẽ vẽ hình ra, các bạn đọc được ngay nó là điểm nào. Thì thường là bài này bước dễ nhé. Đấy. Và rõ ràng bước 2 của chúng ta, cái điểm 2 này, xác định điểm còn lại này, điểm chung còn lại. Thì đây mới là cái bài mà chúng ta cần phải đau đầu. Rõ ràng bước này chắc chắn là sẽ khó hơn rồi. Đấy, nó sẽ khó hơn rồi. Hình chóp thì đây. ABCD của đấy là cặp cạnh. Có AB với CD không song song với nhau, đúng không? AB với CD không song song với nhau. Nhìn nhá. À, đây là AB này. Không chưa? AB, CD không song song với nhau. Đấy, rất rõ ràng rành mạch rồi. Người ta bảo là đỉnh là S đúng không ạ? Ok, đỉnh là S nhá. Đây thì lấy đỉnh ở đây đi. Hôm trước dạy nhất đất nên liền rồi nhá. Mình cứ vẽ đi xong rồi mình sẽ nhìn lại một lần nữa. Mày nét liền này. Nhất đất đúng không ạ? Thank you.
Đừng có vẽ, nhìn lên bảng đã, nhìn lên bảng đã, đừng có vẽ. Rồi. Trật tự nào. Nhìn nhá, xong chưa? A, B, C không song song với nhau chưa? Bởi ý A này là xác định giao tuyến của mặt phẳng SAC giao với mặt phẳng FB gì ạ? FBD tại đâu? Nhớ là bài toán chúng ta đi tìm điểm gì? Điểm chung SAC với FBD. Thầy sẽ nối, thầy sẽ vẽ vào cho các bạn dễ nhìn. Đây, SAC màu vàng. Được chưa? FBD màu đỏ. Nào, bơ bài này đầu tiên nhá, bước 1 này, chúng ta làm nháp trước nhá. Nháp trước đã rồi mới trình bày sau. Các bạn nhìn thấy điểm chung thứ nhất là mấy ạ? Là S. Nhìn thấy cái tên của nó giống nhau không? Ngay nhìn phát tên thấy chung nhá. Cái điểm này thuộc cả hai mặt phẳng chưa ạ? Vậy S là điểm chung thứ mấy? Thứ nhất. Xong bước 1 chưa? Bước 1 là xong nhá. Bước 2 này là xác điểm chung thứ hai này. Thì các bạn nhìn này. Thầy dạy cái mẹo này. Như là trong hai mặt phẳng này chúng ta phải cử ra mỗi một cái mặt phẳng cử ra một anh đường thẳng đúng không? Để cho nó cắt gì? Cắt nhau. Nhưng nghe nhá, khi S đã là điểm chung rồi thì trong mặt phẳng này các bạn loại thôi những cái cạnh nào liên quan đến S. Thì đây có SA, SC loại đi chưa? Chỉ còn A gì? AC. FB, SD loại đi chưa? Chỉ còn B gì? BD chưa? Xong cái bước này chưa? Chọn những cạnh không liên quan đến cái điểm chung thứ nhất chưa? Bơ nhìn xem là liệu hai thầy có đồng phẳng để nó cắt nhau được không, đúng không ạ? Thế các bạn nhìn này, AC với BD có mặt phẳng nào chứa được hai thằng này không? AC, BD có phải nằm trong đáy không mà cả lớp? Đều nằm trong cùng mặt phẳng đáy chưa? Vậy chắc chắn nó sẽ cắt gì? Cắt nhau. Xong bài chưa? Điểm chung thứ hai là cho AC cắt BD ở O đi. Thì O là điểm chung thứ hai chưa? Nối điểm chung thứ nhất và điểm chung thứ hai chúng ta có giao tuyến là S gì? SO. Đấy, AC, BD cắt nhau này. Giao tuyến là SO. Các lớp có nhìn thấy cái cách này không ạ? Đấy là cái mình cần tìm bài này, xong bài. Hiểu cái cách suy luận chưa? Nhưng mà đi thi tự luận thì không phải viết đơn giản này đúng không? Chúng ta phải viết rõ ràng ra. Thầy sẽ trình bày cho các bạn đầy đủ. Đấy, nhìn cách trình bày nhá. Ui. Nào, tập trung nghe này. Nhìn này. Bài giới thiệu hai phần đấy. Phần thứ nhất đó là S thuộc mặt phẳng SAB à SAC. S thuộc mặt phẳng SBD. Vậy suy ra S là điểm chung của hai mặt phẳng SAC và SBD. Xong điểm chung thứ nhất chưa? Xong điểm chung thứ hai này. An ơi, trật tự nào. Thầy đang quay video đấy, đừng để nhắc. Thầy quay mầm. Cái tiếng em nó thu vào video này. Về lại phải edit lại. Nào, điểm chung thứ hai ở đây các bạn thấy ngay. Các bạn trình nhá, rất nhiều bạn thấy em không biết trình bày. Trong lúc các bạn tư duy các bạn làm như thế nào thì bạn trình bày ngược lại như thế. Đúng không ạ? Đầu tiên là A, đúng không? Ở đây đầu tiên là chúng ta chọn ra cặp ACBD đúng không ạ? Tại sao nó cắt nhau? Bởi vì nó được nằm trong mặt phẳng gì? Mặt phẳng đáy. Thế các bạn trình bày ra là chúng ta có AC nằm trong mặt phẳng đáy, ABC thì CD. Đấy, BD nằm trong mặt phẳng đáy ABCD. Và khi hai anh này đồng phẳng thì chúng ta sẽ gọi giao điểm của nó, đúng không ạ? Gọi AC cắt BD tại gì? Tại O chưa? Xong chưa? Thế suy ra một điều tuyệt vời luôn, nó là gì đây? O sẽ thuộc, đúng không? O thuộc thằng này, đúng không? Vậy là nó sẽ thuộc mặt phẳng SA gì? SAC. Và O sẽ thuộc mặt phẳng FB gì? FBD. Và đấy suy ra O là điểm chung của mặt phẳng SAC và FBD. Đấy. Một nhỏ và hai nhỏ.
Đấy, từ 1 và 2 suy ra SAC ra với SBD. Tại S gì đây? Error. Rõ hiểu bài này chưa? Các bạn chưa over đi nhá. Đây là bên này là nháp nhé. Đây chúng ta trình bày. Câu B này. Câu B tương tự các bạn đây. Nhìn nhá. Muốn tìm giao tuyến qua hai mặt phẳng này, chúng ta tìm hai điểm chung đúng không? Điểm chung thứ nhất thấy chưa? Là gì đây? Là S. Có đúng không ạ? Trình bày luôn nhá. S thuộc mặt phẳng SAB. S thuộc mặt phẳng SCD. SCD. Viết tắt nhá. S là điểm gì? Là điểm chung luôn. Viết tắt nhá. Hiểu rồi thì viết tắt. Tiếp theo này, điểm chung thứ hai này, cách làm này. Trong hai anh này chúng ta cử mỗi mặt phẳng một anh đường thẳng ra đúng không? Và sao cho không liên quan đến cái thằng gì? Thằng S này. SA loại chưa? SB loại chưa? Chỉ có A gì? AB. SC loại chưa? SD loại chưa? Chỉ có C gì? CD. Xong bước lựa chọn này. Bước tiếp theo là kiểm tra xem hai anh này có đồng gì? Đồng phẳng không? Đồng phẳng thì nó sẽ cắt gì? Cắt nhau. Nhìn ngay AB với cả CD nằm trong mặt phẳng đáy ABCD cho các bạn. Vậy nó sẽ cắt gì? Cắt nhau. Trên hình có cắt không? Trên hình chưa cắt đúng không? Vậy chúng ta phải kéo gì? Kéo dài. Và đây sẽ là cái bàn là bài này mà ông nào vẽ hình linh tinh ông kéo một phát ra cả bàn nhé. Vẽ một phát trong vở ra bàn. Đây các bạn vẽ hình một chuẩn rồi. Bây giờ kéo dài ra này. Không, tôi đẳng cấp, tôi tia này, đấy, cùng lắm chỉ ở đây thôi. Đấy, các bạn kéo dài ra. Đấy, các bạn thấy để vẽ nó nghệ thuật không? Tôi căn hết rồi các ông ạ, ông nhìn này, đấy, chuẩn chưa? Sát bảng luôn. Ok không ạ? Thế mà điểm chung này chúng ta gọi là gì đây? Là K nhá, ta gọi là K. Xong rồi đấy. Điểm chung thứ nhất là S, điểm chung thứ hai là K. Thế giao tuyến là S gì? SK. Đấy. Thế đây trình bày luôn này các bạn nhìn này. Ở đây trình bày luôn này. Các bạn nhìn nhá. Chúng ta trình bày luôn là chúng ta có AB nằm trong mặt đáy. CD cũng nằm trong mặt đáy. Cho nên hai anh này sẽ cắt nhau tại đâu đây? Tại K. Vậy suy ra K là điểm gì? Điểm chung thứ hai chưa? Đấy, xong rồi. Vậy hai mặt phẳng này cắt nhau tại S gì? SK. Đây, thầy đánh dấu ở đây nhá. Ok chưa? Tóm tắt lại một chút đề bài một lần nữa này. Thứ nhất là đề bài người ta cho như sau. Cho một khối chóp SABCD có các cặp cạnh đối không song gì? Không song song, đúng chưa? Điểm M nằm trên ngang SA. Và bài toán yêu cầu chúng ta tìm giao tuyến của mặt phẳng MBD với mặt phẳng SAC. Đó, thầy nối AC vào. Rồi, SAC thì khoanh như này cho các bạn dễ nhìn nhá. Đó. Nào, ôn lại cái phương pháp hôm trước thầy dạy này. Bản chất giao tuyến là đường thẳng đi qua vô số các điểm chung đúng không ạ? Và thực tế chúng ta chỉ cần tìm mấy điểm chung đấy? Hai điểm thôi, đúng không? Bây giờ câu hỏi đặt ra là đã có điểm chung nào chưa? Thường nhá, đề bài lúc nào cũng tặng cho chúng ta trước một điểm chung. Các bạn nhìn lên thầy, hai anh này điểm chung là gì? Thầy mời Thư nào. Thư nói cho thầy xem điểm chung là gì đây? Giữa SAC với cả MBD. Điểm chung là điểm gì? Điểm M. Tại sao? Chính xác, M thuộc S gì? SA. Thì chắc chắn M sẽ thuộc mặt phẳng SA gì? Có đúng không các em? Hiển nhiên chưa? Mà M nằm trên tên rõ ràng như đây thôi thì tránh làm sao được đúng không ạ? Vậy suy ra luôn, M là điểm chung. Ở đây nếu mà các bạn đi thi ghi rõ là điểm chung của hai mặt phẳng nào nhá. Nhưng mà thôi, thầy xin phép để dấu 3 chấm bởi đoạn này rất là dễ rồi. Thành dấu là 1 đỏ. Xong điểm thứ nhất nhá. Theo đúng phương pháp trước thầy dạy ấy, đó là gì? Là trong hai mặt phẳng này chúng ta loại bỏ những cạnh nào liên quan đến điểm chung này đi, đúng không?
À, các bạn nhìn này, SAC thì chúng ta bỏ ngay cạnh S gì? SA, bởi vì M nó nằm trên S gì? SA. Vậy thì thầy còn là SC và A gì? AC. Cả lớp công nhận với thầy điều này không ạ? Bây giờ tiếp theo MBD thì thầy sẽ bỏ cạnh MB, bỏ cạnh MD. Vậy còn B gì? BD. BD, đúng chưa? Đó. Thế bây giờ trong đầu chúng ta sẽ là như này, chúng ta sẽ cho BD cắt SC hoặc BD cắt A gì? AC, đúng chưa? Thì sẽ ra điểm chung thứ mấy? Thứ hai. Nhưng mà yếu tố then chốt là gì đây ạ? Là phải đảm bảo rằng hai đường cắt nhau thì nó phải đồng gì? Đồng phẳng, đúng không? Bài này chắc chắn thầy sẽ chọn AC và BD, bởi vì nó chính là hai đường chéo của tứ giác ở nằm trong mặt gì? Mặt đáy ABCD, đúng chưa? Vậy thì mình chốt luôn. Chúng ta sẽ gọi luôn nhá các em nhá, đề bài người ta chưa cho. Mình gọi luôn giao điểm của AC cắt BD là O đi, đúng chưa? Nó là điểm nào đây? Nó là cái điểm này này, đúng chưa các em? Đó, thì O chắc chắn sẽ là điểm chung thứ mấy? Thứ hai của giao tuyến này, à của hai mặt phẳng này. Bây giờ chúng ta sẽ ghi rõ ràng ra nhá. Em nhìn này, đầu tiên O thuộc AC, đúng không ạ? Thì chắc chắn nằm trong mặt phẳng SA gì? SAC. Tương tự, O của thầy nằm trong BD. Thế thì suy ra O thuộc mặt phẳng SBD, đúng chưa? Vậy từ đấy suy ra O là điểm chung thứ mấy? Thứ hai. Đó. Và rõ ràng từ 1 nhỏ 2 nhỏ, đúng không? Chúng ta tổng kết luôn. Từ 1 nhỏ và 2 nhỏ. Suy ra nối hai anh điểm chung này vào, đó là anh M và anh O. Vậy thì giao tuyến là M gì? MO. Đấy. SAC giao với cả MBC chính là MO. Đó. Đó, thầy nối vào nữa là xong. Cả lớp đã hiểu bài này chưa? Đó, thì phương pháp đầu tiên là gì? Là tôi tìm được một cạnh điểm chung thứ nhất. Và chúng ta loại những cạnh liên quan đến điểm chung thứ nhất đi. Chúng ta sẽ tìm được một cặp lần lượt thuộc hai mặt phẳng và nó sẽ cắt nhau, thì chúng ta có giao điểm thứ mấy? À, có điểm chung thứ mấy? Điểm chung thứ hai. Cả lớp hiểu chưa? Rồi, đấy, các em chữa câu này vào vở đi ạ. Xong chưa? Rồi. Bây giờ ngay câu 3, câu 4, câu 5 nó đều là như thế. Bây giờ các em làm trước đi, sau đó thầy sẽ hướng dẫn. Nào, các bạn nhìn cho thầy sang ý B. Giao tuyến của mặt MBC với mặt SAD. Thì câu này thầy trình bày khá là kỹ rồi. Đương nhiên là ở trên lớp thì tùy từng cô, các em sẽ dựa theo dàn ý ra, các em sẽ chỉnh sửa một chút thôi. Nhưng mà về mặt cốt lõi là như thế. Thế sang ví dụ này thầy sẽ nói luôn là thầy sẽ viết tắt nhé. Đó, viết những cái ý chính thôi. Nào, bây giờ đầu tiên anh nói cho thầy hai mặt phẳng này điểm chung là thứ nhất là gì đấy ạ? Là gì? Nào, điểm chung thứ nhất là gì? M hay A? Chính xác. Lý do rất đơn giản, M vẫn thuộc S gì? SA. Vậy thì chắc chắn M sẽ thuộc mặt phẳng SAD, đúng chưa các em? Đó. Và khi M thuộc SAD rồi thì đương nhiên M nằm ở trong này. Vậy chúng ta có M là điểm chung. Đó. Điểm chung của cái gì thì các bạn tự ghi tương ứng nhá. Một nhỏ này. Xong chưa? Và vẫn như mọi khi, bây giờ thầy loại cạnh nào ở trong cái anh MBC này đấy ạ? MB, MC. Vậy chỉ còn B gì? Đúng chưa? Tương tự, M liên quan đến SA, bỏ SA đi, thì bên này còn là SD và A gì? AD, đúng chưa? Nhưng mà nếu mà so với BC với AD thì rõ ràng là BC và AD đều nằm trong đáy dưới, đúng không? Đúng không? Nằm trong cái mặt phẳng ABCD chưa? Vậy thì chẳng có lý do gì chúng ta không chọn, bởi vì nó đã đồng gì? Đồng phẳng với nhau, hiểu không ạ? Thầy gọi luôn, gọi E đi. Chúng ta sẽ kéo dài cho BC cắt AD tại E. Đề bài chưa cắt thì kéo dài kiểu gì cũng cắt, đúng chưa? Đấy, thầy sẽ kéo dài ra cho các bạn xem. Đây, mình kéo dài ra đây thôi. Đó.
Đúng chưa các bạn? Đó. Vậy thì xong, đúng không? Bài toán kết thúc. Đó, các em nhìn này. Vì E thuộc AD, nghĩa là thuộc SAD chưa? E thuộc BC, nghĩa là thuộc mặt MBC chưa? Vậy dễ dàng suy ra E là điểm chung từ mấy? Thứ 2. Đúng không ạ? Vậy thì từ 1 nhỏ và 2 nhỏ, chúng ta dễ dàng kết luận được giao tuyến bài này cần tìm chính là M gì? ME. Được các em? Đó, ME. Bây giờ thầy đố thư xem là ME ở đây nét đứt hay nét liền nào? Vẽ chuẩn xem nào. ME đố các bạn nét đứt hay nét liền? Đứt. Ok, bạn khác là sao ạ? Thư thì sao? Ông nào mà đảo đứt không mới liền không là sai bét nhá. Nửa đứt nửa liền. Nhìn đây này. Ở đây thì gọi cái đường ME cắt anh SD gọi là H đi. Các bạn có công nhận là cái đoạn MH này nó vẫn bị che bởi mặt phẳng SBD à? Cái MH này nó sẽ bị che bởi mặt phẳng SBE không? Đúng không? Cái phần này nó bị ẩn, nó nằm bên trong mình mà. Bắt đầu đến HE nó mới lộ ra bên gì? Bên ngoài mới vẽ là nét gì đây? Nét liền. Các lớp có hiểu ý thế nào không ạ? Trang chưa hiểu lắm đâu nhá, Trang hỏi đi. Cái gì cơ? Em nối S với gì? S với E thì HE á. Ừ nhưng mà thầy có nối SE đâu. Nó bị... À không. Ừ. Nghe này, nếu mà nối SE vào thì cả cái nét này sẽ là nét nét đứt. Nhưng mà vì mình không nối, ok chưa? Thì cái thằng MH này này nó bị che bởi cái mặt là mặt SA. À đâu, SBD. À không, đây. Nó bị che bởi mặt SCD. Hiểu chưa? Nó bị che. Nghĩa là em hiểu là cái tam giác SAD là không thấy đúng không? Hiểu như thế nó không ạ? Đó. Cái đường HD này nếu mà thầy nối như này thì HD cũng là nét gì? Nét đứt nhá. HD nét đứt này, DE cũng là nét gì? Nét đứt này này. CD cũng là nét đứt này. Ơi. Căn chuẩn về. Đây các bạn nhá, nếu mà để thầy sửa chuẩn cái hình nhá, nét đứt liền cho chuẩn này. Thì ở đây HD cũng là nét đứt này. Ừ, đấy. Các bạn nhìn được cái này các bạn hiểu. Đúng chưa? Đó. Đấy, chuẩn chưa? Còn tứ giác lồi nhớ cho thầy nó là loại tứ giác bình thường các bạn hay vẽ. Hình vuông, hình thoi, hình bình hành hoặc là cái hình tứ giác méo này như này cũng là tứ giác lồi nhá. Đấy. Nó cho vào để đánh lừa ông nào rốt rồi. M là trung điểm của anh nào? E là giao điểm của AB và CD đúng không? Rồi, ok. Tiếp theo. AC. Rồi, ok. Vẽ giống thầy cho nó dễ. Đỡ bị sửa đi sửa lại nhiều. Rồi đúng chưa? Rồi. Nào. Bài này là ý ấy. Có mấy ý nhở? Vướng cái này không đứng đâu. Có hai ý đúng không? Nó là SEF cắt vào cái gì đấy các bạn? SEF cắt cái gì đấy các em? Ra mắt phẳng nào? SAD đúng không? Rồi. Ok, nào các em nhìn lên bảng nhá. Cứ nghe thì chữa, rồi tí chữa luôn thế. SEF. Nào bơ đố các bạn biết này. Câu này đoạn này thì hỏi này, đố các bạn là cái thằng SF này nó lên liền hay nó đứt?
SE liền hay đứt? Liền đúng không? Bởi vì nằm ngoài gì? Ngoài cùng. Đấy. Đúng không? Khi mà có SE thì các một số cạnh khác lại bị thay đổi. Đó. SF thì là nét gì? F nằm ở đây đúng không? Thì chắc chắn là nét gì? Nét đứt nằm bên trong hình. Đó. Rồi. Đó. Và khi đấy BC của chúng ta bình thường là liền, nhưng mà vì bị che bởi SE đúng không? Cho nên nó sẽ thành nét gì? Nét đứt. Đó. Đó, ok chưa? Nào bơ các bạn nhìn nhá, thầy chữa luôn này. Nghe này. Bơ thầy đổ sang ngộ. Trang nói cho thầy xem là cái mặt phẳng màu đỏ là SEF này nó có giao điểm nào, à nó có điểm chung nào với mặt SAD? Có điểm gì? Nhìn kỹ. Nhìn vào tên rồi nhìn trên hình. Đấy. SEF với cả SAD điểm chung là gì? Chính xác. Các bạn nhìn cái tên chung nhau chưa? Đúng không? Vậy ghi luôn nhá, viết tắt luôn. S là điểm chung thứ nhất. Vậy thì mình loại đi đúng không ạ? Trong anh này mình loại đi thì mình lấy được cạnh nào hả Nhờ Linh? SEF này, mình loại đi thì mình lấy được cạnh nào? Hả? Ừ, Linh có mỗi em rồi mà. EF đúng không? Em bỏ SE, bỏ S gì? SF, EF. Tương tự SAD. Đúng rồi. Xong chưa? Hai ông này đồng phẳng chưa? Đều nằm trong mặt tí, mặt đáy. Vậy cắt nhau chưa? Chúng ta ghi luôn. Cho EF cắt với AD tại M đi. Đấy. Đấy các bạn kéo dài ra cho nó cắt. Rồi. Đấy thử kéo dài ra nhá. Đấy nó sẽ cắt ở đây này. Là M này. Vậy thì nối giao tuyến vào đúng không? Điểm chung thứ nhất, điểm chung thứ mấy? Thứ hai. Và giao tuyến là SM. Đúng chưa cả lớp? Đó. Bơ tiện thể mình làm ý sau luôn nhá. Ý sau yêu cầu cái gì đấy các bạn? Thì sau yêu cầu gì bạn Đức Anh đọc thầy thế nào? Có phải người ta hỏi chúng ta giao tuyến của gì đây? SEF. Tìm giao tuyến với SB gì? BC đúng không? Mình làm nhanh này. Đầu tiên vẫn là chung ở đỉnh gì đấy? Đỉnh S chưa? Vẫn chung ở đỉnh S. Viết luôn nhá. Đó. Vậy thì loại những anh liên quan đến S đi, bên này còn E gì? EF. Bên này tương ứng là còn B gì? Đúng chưa các em? Đồng phẳng ấy, đều nằm ở dưới đáy. Vậy cho cắt nhau, thầy gọi là điểm N. Đúng không các bạn? Đấy. Thơ mình xem thôi. Đây này. EF này, cắt BC này. Tại N chưa? Vậy nối điểm chung thứ nhất đến điểm chung thứ mấy? Thứ hai. Giao tuyến của chúng ta sẽ là SN. Đó. Xong bài nhé các bạn nhé. Đúng chưa? Cả lớp hiểu câu này chưa ạ? Một cạnh ngắn này. Một cạnh dài này.
Rồi, đọc cho thầy tiếp dữ kiện đi em. Có gì đấy ạ? M thuộc AB đúng không? M thuộc AB gì nữa? M thuộc AB, N thuộc BC, B thuộc SA. Rồi, P chia sẻ B, Q thuộc SC đúng không? Q thuộc SC à? À, Q thuộc cái gì? Rồi, đi đây. Rồi, SMN. Rồi, thầy nhìn rồi. Coi thầy cả lớp làm trước đã. Rồi, thầy chữa. Để nét đứt nét liền thầy nhá. Cái đường PB này, cái đường PB nó nằm trên cái tam giác SAB đúng không? Tam giác này nằm trên mặt phẳng SAB, nó nhìn gì? Nhìn thấy. Cho nên là nét gì? Nét liền. Đường này nét liền đúng không ạ? Tương tự BQ với cả SN cũng nằm trên mặt phẳng SB gì? SBC. Cả cái mặt nhìn thấy hết. Đấy lý do tại sao là bốn cái đường này đều là nét gì? Nét liền. Nhưng MN nằm bên trong, nét đứt. PQ cũng thế, đúng không ạ? Đó. Nào các bạn nghĩ trong vòng 30 giây xem có làm được không? Bài này người ta hỏi chúng ta tìm giao tuyến của mặt màu vàng là SMN và mặt màu đỏ là PB gì? À PQB, đúng chưa? Nào, SMN giao với PQB. Thì về mặt bản chất ý, bài này không hề có điểm chung nào nhá. Không hề có chiếc điểm chung nào đúng không các bạn? Đấy. Thế nhưng mà các bạn nhớ này, nguyên tắc để có điểm chung là trong hai đường này cử ra, à trong hai mặt phẳng này chúng ta cử ra hai đường và nó đồng phẳng. Đúng chưa? Thì cứ đồng phẳng mình sẽ cho cắt gì? Cắt nhau là sẽ có điểm chung, đúng không ạ? Thì bạn thấy ngay đường màu đỏ này là PB, đúng chưa? Đường màu vàng thuộc, đường màu vàng là SM thuộc mặt này. Có đồng phẳng không các em? SM với cả PB có đồng phẳng không ạ? Nằm trong mặt phẳng nào đây? SAB, đúng không? Chắc chắn thì sẽ cắt nhau. Thầy gọi ra, thầy gọi điểm chung ở đây gọi là E đi. Đúng chưa cả lớp? Đó. Hai ông này cắt nhau tại E. Đó. Giải thích luôn là hai thằng này nó đều nằm trong mặt phẳng SA gì? SAB. Thì tắt rồi nhá. Nào vơi theo link là điểm chung thứ hai lấy ở đâu đấy ạ? Chính xác SN giao với BQ. Bởi vì hai đường này đều nằm trong mặt phẳng SB gì? SBC. Được chưa? Thì thầy sẽ lấy là SN giao với BQ. Ở đây thì gọi là điểm gì? Điểm F đi. Đó. Thế thì hỏi cả lớp nhá, điểm F này có nằm trên AC không? Điểm F này có nằm trên AC không? Không. Vẽ như thế này thì có vẻ nhìn là tưởng tượng nằm trên AC nhưng bạn nhớ là không phải đâu nhá. Đấy, ok chưa? Đó, mình nối F vào là xong, có hai điểm chung rồi. Đó, xong bài. Đấy, đây là kết quả cuối cùng của bài này. Được chưa các em? Đó, rất là dễ. Cái đề bài cho chúng ta là một hình chóp có đáy là ABCD có các cặp mảnh đối không song song, đúng không ạ? M thuộc miền trong của tam giác SCD. Thế nào là miền trong? Em hiểu đơn giản như này. Cái tam giác SCD thì không nói nhá, rất dễ hiểu rồi. Thế mặt phẳng SCD thì nó sẽ mở rộng tràn cả ra bên ngoài, đúng không ạ? Thì câu này là bảo M thuộc miền trong nghĩa là nằm trong tam gì? Trong tam giác. Đó. Thì ở trên cái mặt phẳng SCD này, hay nói cách khác chính xác là tam giác SCD, mình lấy một điểm bất kỳ nằm bên trong thôi, gọi là điểm M, đúng không? Bài toán yêu cầu kết quả là gì đấy Thư? Yêu cầu chúng ta tìm cái gì đấy Thư? Ờ, S gì? ABM cắt với SCD đúng không? Đầu tiên mình xử lý anh này trước này. ABM đâu ạ? Đây, mình sẽ lấy mặt phẳng ABM ra. Đó, ABM đây nhá các em nhá. MB là nét đứt đúng không? Rõ ràng rồi.
MA cũng là nét đứt nốt. Cắt với SCD. Đây. Nào, vẫn như mọi khi, thầy mời bạn Nhi. Nhi nói cho thầy xem điểm chung thứ nhất là gì. ABM là mặt màu vàng với mặt SCD. Là gì? Điểm chung thứ nhất nhá, nghe nó thầy hỏi điểm chung chứ không hỏi giao tuyến. Là M đúng không? Rõ ràng M thuộc anh này rồi, còn M cũng nằm trong SCD chưa? Vậy M là điểm chung luôn, chắc chắn các bạn hiểu. Đề bài cho sẵn. Vậy thì một anh mình điền ở đây là M nhé, còn cái gì không biết mình để 3 chấm chưa? Bây giờ theo Trang, Trang sẽ loại những cạnh nào đây Trang? Bỏ nhanh liên quan đến M đi đúng không? Bên này sẽ có A gì? AB đúng không? Không liên quan đến M này. Anh bên này còn cái gì? Anh bên này thì lại các bạn lại không biết loại cái gì. Bởi vì sao? Bởi vì M nó lại nằm trong, chẳng liên quan đến cạnh nào đúng không? Nghĩa là còn nguyên. Còn nguyên anh SC, còn nguyên SD, còn nguyên cả CD. Đúng không ạ? Thế nhưng mà khi mà có càng nhiều này mình phải nhìn thật là nhanh ở hình ấy, thì bạn thấy ngay là AB nằm trong mặt gì? Mặt đáy. Có đúng không cả lớp? CD cũng nằm trong mặt gì? Mặt đáy chưa? Đúng không ạ? Đồng phẳng rồi. Vậy thì bắt ngay cặp này với nhau. Đấy. Vậy thì thầy sẽ gọi giao điểm của AB cắt CD là điểm nào đây? Mình kéo dài ra là xong nhá. Thầy gọi là E đi. Đó. Các bạn nhìn này. Đấy. Vậy điểm chung thứ hai là E chưa? Đúng không các bạn? Rất đơn giản thôi. Vì E thuộc CD, nghĩa là thuộc mặt SCD. E thuộc AB, nghĩa là thuộc ABM. Vậy giao tuyến bài này chính là ME. Xong chưa? Thầy nối vào nhá. Bơ thì hỏi Trang ấy, ME là nét đứt hay nét liền? Nét đứt. Chắc chưa? Nhìn kỹ. Nào đố các bạn ME nét đứt hay nét liền đấy ạ? Nét liền. Bởi vì sao? Bởi vì là M nằm trên SCD, các bạn nhìn thấy SCD nhìn thấy hết chưa? E thuộc CD cũng là nằm trong mặt phẳng SCD đúng không? Cả cái ống SCD nhìn thấy thì ME chẳng có lý do mình không thấy cả. Nét liền hết. Ok chưa? Đến ý 2 rồi nhá, ý 2 cực kỳ hay này. Nào ý 2 Thư nói cho thầy đề bài là gì đây Thư? Rồi, AMB cho cắt với SAC. Đúng chưa? Đó, thế bây giờ các em nhìn đấy. AMB đây, có rồi. SAC thì sẽ nối màu xanh vào đi. Đó. Đây. Đó, SAC. Nào các em nhìn nhá. Tập trung nhìn hình này. Nhìn thấy mắt màu xanh nhá. Mấy anh màu vàng luôn ấy nhá. Nào bình tĩnh này, chúng ta lại làm này. Bây giờ mình nói cho thầy ABM với SAC điểm chung là gì? Điểm chung là A, chính xác. Rõ ràng rồi đúng không? Viết A đây luôn. Vậy anh này chúng ta sẽ bỏ những cạnh liên quan đến A đi thì lấy được cạnh nào đấy được anh? Được anh. Bỏ những cạnh liên quan đến A thì lấy cạnh nào đây? Chính xác. Thư nhắc cho nhá. Tiếp theo bên này, bỏ nhanh liên quan đến A đi, chúng ta còn anh S gì? SC, đúng không? Nhìn như thầy BM đâu? BM là đường màu vàng này nhá, đúng chưa? SC là đường màu gì? Màu xanh này nhá. Bơ thử hỏi bạn Trần Thùy Linh, nói cho thầy, theo Linh BM và SC có cắt nhau không? Nếu cắt nhau thì em phải chứng minh là nó đồng phẳng nhá. Bài này thì nói luôn, không cắt nhau. MB với SC làm gì có mặt phẳng nào chứa hai đường này đâu các em. Đúng chưa? Có công nhận không ạ? Em nhìn ghi đi. Nếu em trong đầu em bảo có, em nêu luôn mặt phẳng đấy là mặt phẳng gì cho thầy?
không có mắt phẳng nào chứa được cả thằng BM với cả SC đâu các bạn. Trang có công nhận điều đấy không? Nhìn thì nó tưởng chừng gắt nhau nhá, đúng không ạ? Nhưng thực tế thằng SC nó nằm bên gì? Bên ngoài. Thì thằng này mới là nét đứt mà, hiểu không ạ? Nó giống như cái hình này này. Đây là thằng SC nhá, đúng không ạ? Còn BM đây. Không đây, ở đây là thầy thôi, thôi lấy nhìn tay thầy đi. Đây các bạn nhìn SC chưa? Này, điểm M nhá, điểm M thì nó nằm trong này. Nó nằm đồng, nó đồng phẳng với đường SC này, đúng chưa? Nhưng mà cái điểm B nó lại nằm bên trong. Đấy, nhìn thế này tưởng cắt nhau nhưng mà thực ra có cắt đâu. Không. Hiểu ý thế nó không ạ? Bây giờ không cắt nhau thì bài toán nó mới khó đây này. Ơ thế thì chết rồi, mình làm nhỉ? Bình thường là mình làm bước này là cắt nhau kiểu gì cũng đồng phẳng và cắt nhau đúng không? Thế nhưng mà thực tế em nhìn hộ thấy mặt màu vàng ấy, nó còn đơn thuần chỉ là ba cái cạnh này không? Nó chỉ còn đơn thuần là tam giác ABM không? Không. Mặt màu vàng sau ý A chúng ta đã mở rộng thành M A E chưa? Nhìn vào cái màu ấy đúng không ạ? Thầy mở rộng ra M A E chưa? Vậy ngoài ba cái cạnh là AM, AB với cả MB ra, chúng ta còn một cạnh nữa là cạnh gì đây? ME đây này. Mình quên nó rồi. Bây mình sẽ bổ sung nhá. Hiểu không ạ? Tôi kiểm tra xương xương là BM với SC không cắt nhau, tôi bỏ đi luôn ông BM đi. Bây giờ liệu hai ông này có cắt nhau được không? Điều kiện cắt nhau rất đơn giản, đồng phẳng. Nào, bây giờ Quyên nói cho thầy xem có cắt nhau không? Tại sao? Chính xác, ME cho SCD. Đấy, ME cho SCD chưa? Gì nữa? Còn đường còn lại là gì? Có nằm trong SCD không? Đồng phẳng chưa? ME. Đấy, IA vừa nói là giao tuyến của SCD với AMM. Nghĩa là ME nằm trong SCD. Mà SC cũng nằm trong SCD, đúng không? Đấy, vậy thì chắc chắn rằng giao điểm thứ hai xuất hiện. Thế gọi là gì đây? Là F nhá. Ok chưa? Giao điểm thứ nhất là à không phải giao điểm mà điểm chung thứ hai là F. Điểm chung nhất là gì? Là A. Vậy giao tuyến bài này của chúng ta sẽ là A gì đây? AF. Đó. Xong bài. Đó, thầy nối vào. Xong nhá. Cả lớp hiểu bài này chưa? Đó, nhìn kỹ cho thầy, bài nào hiểu hỏi, anh hiểu không em? Ok. Với những bài mà có đáy là hình bình hành ấy, thì cái đỉnh S thường thầy sẽ không lấy ở giữa. Lấy ở giữa thì các bạn hơi khó vẽ. Thường lấy lệch sang bên gì? Bên trái. Đó, thì hình nó sẽ đẹp hơn. Học cái này thích hơn cái chương phép biến hình nhỉ? Chả cái gì thích à? Ok, nào bơ chúng ta cùng phân tích câu này nhé các em nhé. Đầu tiên này, bài toán đi tìm giao tuyến của MCD với SBD, đúng không ạ? Nhưng mọi khi điểm chung là gì? Điểm chung là D đúng không? Nhìn vào cái tên thì dễ dàng, ôi bài này dễ quá, đúng không ạ? Điểm chung nhất là D luôn. Chúng ta sẽ bỏ những cạnh liên quan đến D đúng không? Nào, bỏ thì anh này còn M gì? MC. Anh này bỏ đi thì còn S gì? SB đúng không? Hãy nhìn vào hình và cảm nhận là đường MC và SB có mặt phẳng nào trừ hai đường này không? MC và SB. Yes or no? MC và SB có đây này. Hai ông này có hai mặt phẳng nào, có mặt phẳng nào trừ không? Muốn cắt thì nó phải có mặt phẳng trừ đúng không? Chịu. Ok chưa? Mà bài này nó không, cái mặt màu vàng có đúng ba đường thôi, không có đường thứ tư như bài lúc nãy đâu ạ. Đấy. Các bạn thấy không? Bài này các bạn đọc nhìn trong cái tờ tài liệu ấy, thấy chia là mấy mức độ đấy ạ? Cái gì? SB thành MU á, sao lại thành MU? Thôi không sao. Thầy ghét Man City á, thầy không thích viết trên đề. Thầy pha Manu mà. Đây các bạn nhìn nhá. Bây giờ biết rồi. Nào bây giờ các bạn nhìn này, ghi phương pháp nhá. Bơ thầy hệ thống lại một lần nữa cái phương pháp này. Thì tất cả từ bài số 1 đến bài số 6 vừa rồi chúng ta làm ý,
toàn là mức độ 1, là mức độ dễ. Nghĩa là đến bước này là chúng ta chỉ cần cho hai thầy cắt nhau là xong bài. Nhưng bài này sẽ khó hơn. Đấy thì cái phương pháp này là phương pháp gọi là mức độ 2. Có một cái tên gọi là cái phương pháp người thứ 3. Đấy, bây giờ các bạn nhìn nhá. Nào, đầu tiên này, nghe này. Bản chất bài toán tìm giao tuyến của hai mặt phẳng P, mặt phẳng Q ấy, đúng chưa? Là chúng ta xác định hai điểm gì? Hai điểm chung, đúng không ạ? Và tôi cứ nối hai điểm chung này vào, tôi sẽ thu giao tuyến là đen gì? Delta, đúng không? Đã nhiều bạn lại thu được đen vô là chết dở đấy. Nào, thế thì bài này thầy sẽ chia làm hai cấp độ nhá. Cấp độ dễ chính là bài 1 đến bài 6 chúng ta vừa làm. Đấy, mức độ 1 này. Mức độ 1 là những bài toán thường sẽ cho trước một điểm chung. Đó, đề bài sẽ cho trước một điểm chung. Đúng chưa? Và chúng ta sẽ loại. Đấy, loại những cạnh liên quan đến cái điểm chung này. Hiểu như thế nào không ạ? Và chúng ta sẽ lọc được một cặp cạnh như sau. Đó là trong mặt phẳng P chỉ có đường thẳng A không liên quan đến điểm chung cho trước. Trong mặt phẳng Q có đường thẳng B không liên quan đến điểm chung cho trước. Ok chưa? Và khi đấy chúng ta chỉ cần cho A cắt B thì chúng ta sẽ ra điểm chung thứ mấy? Điểm chung thứ 2. Đó. Và nối điểm chung thứ nhất với điểm chung thứ hai, chúng ta sẽ thu được giao tuyến đen gì đây? Delta, đúng không? Đấy là bài toán thông thường chúng ta sẽ làm như vậy. Thế bây giờ đến mức độ 2 này. Đúng chưa? Là đến cái bước xác định ra cái cặp AB này, nó không làm được nữa. Cả lớp hiểu như thế đúng không ạ? Ở đây chính xác là để cắt nhau thì nó phải đồng gì? Đồng phẳng, đúng không? Thế mức độ 2 chúng ta sẽ dùng khi mà gì? Khi mà AB không đồng phẳng. Đấy. Đây này, tại sao lúc ấy thầy trêu các bạn mức độ 2 là phương pháp người thứ 3? Là chúng ta sẽ gán này. Chúng ta sẽ chọn một đường thẳng A thuộc mặt phẳng P hoặc là B thuộc Q nhé. Cái này tùy nhé, một trong hai nhé. Bạn sẽ gán một đường A nằm trong mặt phẳng thứ 3 là mặt phẳng R. Đấy, đây là người thứ 3 này. Thì chơi vui các bạn như thế. R chưa? Và các bạn thấy A thì nằm trong P rồi nhá. Thì khi đấy các bạn lấy R cho ra với anh còn lại là gì? Là Q. Ok chưa? A là thuộc P rồi thì lấy R cho giao tuyến với cả ông, đi tìm giao tuyến với ông còn lại. Đó. Chúng ta cho mặt phẳng R đi tìm giao tuyến với ông còn lại là Q. Thu được giao tuyến là D. Đấy, đến đây xong. Chỉ cần cho đường thẳng A cắt cái giao tuyến mới là D này ở đâu thì chúng ta sẽ thu được điểm chung thứ hai. Xong bài. Đấy, đấy là phương pháp cốt lõi của bài này. Các bạn ghi vào vở đi, sau đó thầy sẽ trình bày cho bạn là cái bài này. Đó. Rồi tập trung nghe nhé. Câu này mà các bạn hiểu được ấy, là coi như toàn bộ chương trình hình học kỳ 1 các bạn nhắm mắt các bạn làm được hết. Đó. Bơ thầy sẽ suy luận đúng như thế nhá, đúng theo từng bước này. Nào bơ chúng ta quay lại bài này. Nghe rồi tí chép luôn một thể. Nào bơ nhìn nhá. Quay về cái câu chúng ta đang làm. Là cái câu số 7. Nào các bạn nhìn. Đầu tiên các bạn nhìn thầy này. Chúng ta làm đúng theo phương pháp nhá. Là mặt MCD, đúng chưa? Và mặt SBD. SBD thì mình giấu vào cho các bạn dễ nhìn. Đó. Thì hai mặt này có điểm chung, dễ dàng nhận thấy đó là điểm chung là điểm gì đây? Là điểm D, đúng không? Nhìn vào tên thầy thấy ngay. Không chưa? Đúng theo phương pháp là cho trước một điểm chung chưa? Đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ hai là gì? Loại những cạnh liên quan đến điểm chung này, đúng không? Thì tôi cũng loại đúng như thế. Là chung là D thì ở đây tôi lấy được cạnh M gì? MC. Đấy, loại D đi, chúng ta thu được cạnh S gì? SB. Đúng không ạ? Đúng đến bước này chưa?
Và đến đây chúng ta sẽ định cho hai thằng này cắt gì? Cắt nhau. Nhưng vấn đề là nó lại không đồng gì? Không đồng phẳng. Rơi sang mức độ 2 chưa? Bắt đầu sử dụng phương pháp người thứ ba này. Người thứ ba là tôi sẽ gán một anh vào mặt phẳng mới. Bơ gán anh nào? Thì các bạn nhìn này, ở đây có hai anh, là anh MC với anh SB. Bơ anh nào là tôi sẽ gán đây? Thì theo kinh nghiệm của thầy nghe nhá, chúng ta sẽ luôn chọn cái mặt phẳng. Đấy, các bạn ý cái thằng SBD, SBD là đỉnh S, đỉnh B, đỉnh D. Nó chính là đỉnh của cái khối chóp tứ giác này chưa? Nghĩa là đây là những cái mà đề bài người ta cho trước rồi, mình sẽ không bao giờ mình dùng cái thằng này, các bạn hiểu không ạ? Mục tiêu bài này nó đang liên quan đến điểm M này, hiểu chưa? Thế theo, đây là kinh nghiệm, nó không phải đúng tuyệt đối, nhưng mà theo kinh nghiệm của thầy là đề bài nó tự nhiên cho cái điểm M lửng lơ, thì mình cứ chọn với những cái mà đề bài nó bất bình thường, đúng không? Tự nhiên bài này có điểm M bất bình thường so với các bài khác mà, thì mình sẽ chọn MC này. Đấy, ok chưa? Ở bây giờ mình sẽ chọn Man City thuộc mặt phẳng nào đây? Các bạn nhìn nhá, nghe cái đường MC đây, nhiều bạn bảo em lại chọn mặt MCD, thế thì công dở hơi, lúc này quay lại cái bài ban đầu đúng không? Nó phải có một mặt phẳng khác. Nhìn MC, nhìn để M nằm trên S gì đây? SA đúng không? Đúng chưa? Thế nối với C có phải các bạn nhìn mở rộng ra là SAC không? M nằm trên SA mà, đây là cái mẹo này, M nằm trên SA chưa? SA gì? SAC. Có đúng không ạ? SAC. Đấy, bây giờ thầy sẽ vẽ cái thằng màu đỏ cho bạn dễ nhìn nhá. Cứ nghe từng bước một thì nó rất là kỹ, cái bình tĩnh. Đấy, SAC đây. Nào, bây giờ các bạn nhìn này. Cái điểm M, cái đường MC nằm trong SAC rồi, mặt thứ ba xuất hiện rồi này. Bơ theo phương pháp này là thầy sẽ cho R này cắt với mặt phẳng còn gì? Còn lại đúng không? Bơ các bạn nhìn là MC nằm trong MCD chưa? Thì không ai đi lấy SAC cắt thằng này cả, hiểu không ạ? Mà chúng ta sẽ cho đi cắt với thằng còn gì? Còn lại. Hiểu không ạ? Hiểu đoạn này không hả Hương? Ừ. Thằng MC tập trung nó có mẹo, ok chưa? Từng bước nó đều có cái mẹo cả. Các em chỉ cần không nghe hoặc là các em không hiểu rõ nó là các em chết ngay. Đấy, thầy nói lại này, MC đã nằm trong MCD rồi đúng không? Thì không ai đi cho thằng này cắt cả, hiểu không ạ? Chúng ta phải cho cắt thằng còn gì, cái keyword là còn lại, ok chưa? SAC có cắt được SBD không? Câu này các bạn chỉ làm trong vòng 10 giây thôi, bởi vì cái này chúng ta làm quá nhiều rồi. Lại làm như mọi khi nhá, chúng ta làm nhanh, cái bạn này mình làm nhanh thôi. Điểm chung thứ nhất là gì? Điểm chung thứ nhất là gì đấy các em? S đúng không? Không chưa? Loại bỏ đi, vẫn làm như mọi khi nhá. Thì có anh này còn A gì? AC đúng không ạ? Anh này bỏ những cạnh liên quan đến S đi, còn B gì? Đúng chưa? AC với BD nằm trong đáy dưới chưa? Vậy thì mình gọi giao điểm là O. Vậy giao tuyến ở đây không cần chứng minh nhiều là S gì đây? Đúng chưa? Đấy. Nối vào. Nghĩ lại tên cái điểm M ở đây cho rõ này. Đấy, xong nhá. Xong giao tuyến này, bơ nhìn phương pháp này. Chỉ cần tìm giao tuyến D, đúng chưa? Mình cho cái anh mình gán cắt giao tuyến này ra điểm chung thứ mấy? Thứ hai. Xong bài luôn. Bơ cái bài này anh nào mình đang đi gán đấy ạ? Thằng mình đang đi gán đây Man City chưa? Đúng không? Giao tuyến mới tìm là S gì? S O chưa? Mình cho luôn MC sẽ cắt SO ở đâu? Đây gọi là H nhá. Các bạn nhìn thấy đường MC là đường màu vàng này không? Cắt SO đường màu đỏ chưa? Giao tuyến là điểm nào đi ạ?
MU đi. Ok chưa? Bao nhiêu bạn sẽ hỏi thầy là thầy ơi tại sao nó cắt nhau? Đúng không? Tại sao nó cắt nhau? Thì công nhìn này, MC nằm trong SAC chưa? SO cũng nằm trong SAC chưa? Đồng phẳng gì? Kiểu gì sẽ cắt nhau? Xong nhá. Bơ nó là điểm chung thứ hai, bơ thầy sẽ chứng minh cho các bạn này, tại sao là điểm chung thứ hai này. Hãy nhìn từng bước một nhá. Thứ nhất này, U có nằm trong SO không? U nằm trong SO không? Có đúng không? Mà SO nằm trong SB gì? SBD chưa? Vậy thì suy ra U thuộc mặt phẳng SB gì? Đúng chưa đã? U có nằm trong MC không? Có đúng không? Mà MC nằm trong MC gì? Điểm chung thứ hai chưa? Xong bài. Vậy có điểm chung thứ hai rồi gì? Suy ra giao tuyến của MCD cắt với SBD. Điểm chung ban đầu là D chưa? Điểm chung thứ hai là U, vậy là D gì? DU. Đấy. D đâu nhỉ? Đây. Đấy, các bạn nối vào. Được chưa? Đây sẽ là giao tuyến của chúng ta. Đấy. Các em nhìn lại một lần nữa đi. Và không hiểu đâu thì hỏi nhá. Thầy nói thế rất là kỹ rồi.